Xin kính chào quý vị, kính chào bà con nông dân. Mời quý vị và bà con nông dân theo dõi bản tin thời tiết nông vụ của Đài Truyền hình Vĩnh Long hôm nay, thứ Bảy ngày 7 tháng 11 năm 2015. Thưa quý vị, thưa bà con nông dân, những nhiễu động trên biển đã đi vào bờ và suy yếu nhiều. Hiện nay thì chỉ còn rải rác trên khu vực phía nam của Biển Đông. Vì vậy mà mưa ở Nam Bộ cũng sẽ giảm đi đáng kể, chủ yếu là chỉ có mưa nhỏ và mưa rào nhẹ, tập trung từ khu vực phía nam sông Tiền xuống Cà Mau. Thời tiết Nam Bộ, nhiệt độ cao nhất ở khoảng là từ 32 cho tới 33 độ C, còn nhiệt độ thấp nhất đêm về sáng là từ 25 đến 26 độ C. Thời tiết biến đổi liên tục từ mưa sang nắng, từ nắng sang mưa là điều kiện thuận lợi cho nấm bệnh phát sinh phát triển và gây hại cho cây trồng, trong đó có bệnh đốm nâu gây hại cho cây thanh long. Bệnh đốm nâu hay còn gọi là đốm trắng là bệnh hại quan trọng nhất trên cây thanh long hiện nay, gây hại nghiêm trọng đến năng suất và chất lượng trái. Bệnh có xu hướng ngày càng phát triển và lây lan trên diện rộng, ảnh hưởng đến xuất khẩu. Bệnh gây hại chủ yếu trên thân, cành, trái. Diện tích thanh long nhiễm bệnh hiện nay trên toàn vùng là 7.737 ha, tỷ lệ nhiễm từ 5 cho tới 25%, trong đó thì có 19 ha nhiễm nặng với tỷ lệ bệnh là từ 30 đến 50%. Để giảm thiểu tác hại do bệnh đốm nâu gây ra trong mùa mưa, ngành chuyên môn khuyến cáo bà con áp dụng các biện pháp sau. Sau mỗi đợt cắt tỉa cành, bà con nên thu gom những cành trái bị bệnh đem chôn lấp và rắc vô bột tiêu hủy. Không được bỏ cành trái bệnh xuống nguồn nước hay vứt tại vườn để tránh bệnh lây lan trên diện rộng. Bón phân cân đối, giảm bớt lượng đạm, đặc biệt là không phun xịt phân qua lá hay kích thích sinh trưởng vì sẽ làm cho bệnh nặng hơn. Bà con tiến hành phun thuốc bảo vệ thực vật để phòng trừ bệnh đốm nâu theo từng giai đoạn ngành chuyên môn khuyến cáo. Bà con lưu ý đó là không nên tưới nước vào buổi chiều vì sẽ tạo ẩm độ cao. Đây sẽ là điều kiện thuận lợi cho bào tử nấm bệnh nảy mầm, phát triển và gây hại. Tăng cường bón phân lân, kali, phân hữu cơ quay mục kết hợp với nấm đối kháng Trichoderma cũng như việc bổ sung thêm phân có hàm lượng canxi, magie, silic để tăng sức đề kháng, giúp cây chống chịu bệnh tốt hơn. Thưa quý vị, thưa bà con nông dân, bản tin thời tiết nông vụ xin khép lại tại đây. Hẹn gặp lại trong bản tin tiếp theo.